Cảm ơn đôi ngồi tắm nắng đôi tắm hôm nắng quê nó giờ nó tuôn đi xa lắm xa nôn mặn tin còn ấy ôi un thôi biết là chơi ra thế là mừng làm nọ ơi ngò gặp hãy rồi mang chùa mình nghe giờ nó lũ ngày đến đợt mường ăn cắp lại mình un mắng chùa ra giỏi có nó ra chỉ nửa nọ ôi ngò gặp lại hãy rồi mắng chùa mình nó lộ ngay quên đền mường kìa cảnh đẹp quê nhà nhiều đôi thầy rơi rồi ơi mừng em mừng khổ mừng đồ ăn khó nhờ mới có nuôi cơm ăn mình nó chiếc răng đen thì bờ ngày nó nhưng ùn đã kia có nhiều đôi thay đôi mình đi bố ngài ngon trộm ca hôm nay mới gặp ổn mà nuôi nì giờ nó lỗ ngày cảm lại un ma mang vui ôi lòng tìm ra nình yên ơi chỉ vì hoàn cảnh nó ơi cho rình yên phải đi thôi là chỉ nình nó mưa năm mới trốn lại ổn nắng chưa có hoa lãng hoang trong chạy nền nó bữa ngày anh được đi là ăn ớt liếng xóm liếng mương nhớ em lắm gãy ơi ôn ơi nói thật chẳng trôi nó chở đôi ngựa đi giờ nó buồn đi nói thật là em ơi nói thật còn con ơi xuống buồn ơi nói đừng mà già già nó mà thương xa mương ở lại bản mương măng xuồng đại ơi xa ôn em nhớ ổn nắng hôm nay gặp là anh chàng rất vui mình nó hơi vừa nghe anh xa đất
nọ ơi, cho đi nên phải trôi ra đi nên nó đi xa đám gạch ổn thôi đợi chính thực thoái đôi la hoàng nên nó ổn ni vang khâu mình chăm ở ruộng chăm đông đôi em đã nình yên vậy giờ em gặp lại uốn nắng đó trời hạnh phúc đây đôi đang viên nhỏ có ăn chẳng những mà ún nghèo mặt thăng em ban có chiều răng trắng như vậy trắng kham ún chuột ún dâu trắng kham nhà ngồi nhà lâu chế hồi nịnh nó trắng kham chỗ chốn giao chỉ cảm tình cảm đi đâu là riêng mình nó thôi bao năm uốn đời uốn kha hôm nay gặp ở lại mà xương trắng ni rồi ơi cha ôn thật vui hôi hôm nay gặp lại người mong chúa lòng nó ôn ơi phun đập lá chính đau đưa hạ ư dùng muốn mau biến nhỏ giờ nó hơi mặt nơ răng thật chẳng yên ơi hãy rằng em thử thách cho đời uốn chưa là ni rồi nói thật nói tha ăn ngờ khi thật đỡ mà uốn chuồng đèn nó tiếng nói xuống liền cung đôi chúng một kẹn đông là anh vợ nó hơi em xuống bố mẹ xuống trăng em ơi đi từ từ được từ cứ hỏi lê có rằng điều chi chẳng rồi thế lang đỡ em họ điện về nhà hỏi thăm bố mẹ em mà răng chào ủn nó hay alo con điện về nhà đứa con gặp bố con mà xin thưa bố mẹ hôm nay con đi dụng đáng xa thì con gặp ăn ổn mai chuồng bồ mì hôi cho nên con điện về nhà đứa con gặp bồ con ma chín chùa bồ hôi tiếng nói thương lệ con cung đưa con giọng ồn nắng nguyên chuối bù mi hôi thế lăng mừng lắm con thôi hôm nay con đi dùng án bản đôi bố chùa nền con
con đi cho chồng cho lo vô mặn ở nhà phải trùng hay con thôi con đi chê mày bố hơi hảo con đi chồng con yêu thân nhanh mình bố hơi bố em ở nhân chỉ rồi ôn nỗi đồ phật bước hạ rồi quyền lực gì ra giờ nó cuộc là đời anh un con trai đỡ un hỏi lại vai thôi câu ra nhà ơi hỏi chi un hỏi với nàng đợi em lặng lặng hãy em nàng em trang bố cho nàng nó lỗ ngày anh un cầm kha chìa lô anh có bàn ở mà phương xa ta nình anh ơi un nói anh bố thật tha vô sao chỉ nữa un mà thương anh un nó em cho có hộ chỉ ba em đang lửa lừng đỡ mà cho em nên nó hơi con chỉ chẳng lạc mà rung kể chi ở đêm mà thì vẫn kêu ni rồi ơi con ơi bố hỏi thật hỏi tha đôi ngắn mặt hay anh mà bố em nhìn nó anh rằng anh đợi chờ em còn tim nó rung đông là nó bò xuân đi rồi nhà ơi ôn yêu nói thật chẳng lời đừng mà già già khốn đôi thân yên hay nó nếu mà yêu thật thì tim rung chẳng yêu thật nữa là nó vô sân đi rồi anh ơi anh yêu thật yêu tha anh chẳng yêu già ổn mà vai lo nên nó vô ngay anh ổn trốn kha hôm nay gặp lại đậm đa tiếng chuông giờ nói làng ớt lên láng ruồi anh ơi ùn ăn chớ đời tình lỡi anh thương thân anh ơi nhưng mà hôm nay gặp mà ổn cho nó hôi nhớ anh xin nói đổi lời viên em giờ nó nói chỉ cứ nói rành ơi ổn đi đang đón đôi câu lời tình xưa rai hôm nay gặp lại ổn nàng cho anh hỏi ổn nàng đôi câu nên nó hơi bỏ ổn lê dấu nỗi nói
quản em chỉ mò kia un nò giò nò un chưa có châu có chuông un con ăn ở rò rong bên em đại người suốt ngày cắm cùi oai đôn chầm lo đốn an đỡ con đôi em đỡ mày ơi nếu hôn chưa dấu chưa chôn đôi em họ chẳng bổn hôn cho em giờ nó thôi uốn đi ơi mong lầm em ơi nhưng mà em có anh kia bữa đôi mà em chẳng rồi ơi em đi mong mọi lỗ rồi mưa chiến anh chạy đôi bên em nên nó nếu em có xuống sật trường xa thì tâm sự mà điều hay ra rồi ôn nâu ê hỏi bố mẹ kha cho em chung đồn chỗ nhà mân em chẳng giờ nó đôi miếng cứ tâm sự rành hơi khẩu nia mời vía đồn vía nhà hay nhớ thưa ra mày nhà hơi bỏ ôn chẳng tin em chẳng em đi thực kể rõ ràng bên em nên nó cuộc đời cùng con ở dài cứ tìm hiểu cái thời lô ra mày ơi em ơi tâm sự bên nơi em hà mình giáo ra cuộc đời viết khẩu ra mày ơi em mơ em mong ổn nơi mơ tình an chạy đôi bên em mình nói nếu em chê ổn sầu ổn kha khẩu mày em ngày lại chúng nhà bên em đứng biệt chỗ phương việc nhà việc được em con thông chỗ cũng hãy hơi còn ráng chi nữa nó sẽ dùng của cả đôi ở bên nhau sau đi công việc gia đình nhiều xương thì em cũng ủn mình chăm lo cũng hãy ơi có em có ổn ổn nơi hạnh phúc chạy đôi bên nhau nên nó thế rằng chúng mẹ chúng cha chúng đàn em nhỏ chúng nhà chúng quê ra rồi ơi nói chúng đồn chúng nhà chúng cha chúng mẹ chúng đàn con thừa nền nó ơi khẩu ni ai
đón đi con nát lên nghe ngó chân thằng em đua na ổn nhà đi cả ổn nôi rồi tiếp tục em đua nát lên nền nó nhưng chỉ khó khó điều ban ở chầm đàn ùn ở rét bồ mê kha trường đã rời ngơi con răng chỉ nửa nọ đôi hạnh phúc tiễn vui biết bao giờ nó hà phải câu hẹn câu ở thế ùn quỳ thưa với bố mẹ tha nhau ra rời ơi đôi hà như khẩu mặn lam như đôi hốt nhạc nó năm long thề mình nó thế là ngày sốt ngày lên ỉn hơi quyền thừa chuyện ngày thơ ở nhà em đã rồi em ơi bao chủ nhà trang hôm nay coi bình yên trang nguyên thầm nền nó đúng chê yên sầu yên nghèo dù sao chi nữa ổn thôi thương yên ổn nó hay chẳng lo chuyện thì yên hơi nhiều yên thương thật đúng thôi thương yên đã mấy ngày yên mừng mừng lắm ổn nôi mừng công chiến thắng mừng ngày hôm nay nên nó thế là mừng lắm em ơi cầu đi hạn kiếp ở đời bên nhau đã giờ em ơi nhưng mà nhà em nghèo khó ổn nuôi riêng nó ổn phải để xảy đôi mắt em không ổn nó đúng cho đúng chê cho em nghèo đôi hà quyết ruột ở chốn treo bên nhau giờ nó chẳng chê em sầu em nghèo dù sao chúng bước vượt đeo y qua ra rời ơi ồn áo ê xa đỏ chiều mặn trăng đôi cho em ồn miệng mà biến nhau giờ nó ồn áo ê chăm cối chậm ca đưa ở dù đó ồn áo ê chăm cối chậm ca ra xa đỏ giảm nghèo biến nhau giờ nó còn răng chỉ nửa em ơi à mà chăm cùi chăm nhà vươn lên đầy ơi hôm nay mừng lắm nó ơi hôm nay gặp mà ồn tiệt vui biết bao nền nó
5 phút này. 5 phút nữa. Chị đi. 5 phút nữa. Thì răng dưng chiêng dưng lời người hẹn lại cây thơ ngay khẩu ra giờ em ơi. Thời gian có hạn ổn nuôi đưa dưng chiêng dưng lời nuôi nì giờ nó được khi dưỡng xiềng dưỡng lời đồn xin nhớ chung đổi lời cho em ngày ơi cả mà ơn ơn làm cho nó hôi ơn cửa chung đôi lời em về cho xuân cho lên đường hẹn gặp ngày lên đôi em ngày ơi con về em tặng nhẫn hoa cái ni nhẫn cười hẹn chàng đã chào nó hay cảm ơn cái tâm lòng yêu chàng buồn vui khỏe phơi hồ hang nhà em đại hương ngày nó kháng chiến mùa mưa buông cùng lại lò hỡi em yêu đón em ủn nó hai ủn đi chín đời mưa chưa bao năm xuân vẫn mong chưa khát khao ra em ơi lúc khi em chín bé lá cắm khi đôi em hẹn nào cái khi mai khâu giờ nó đôi gấp lại mười lá lo đôi em vẫn nào đỡ ngồi bên nhau giờ nó cắm nhau ở lại ở đi ở thời gian cầu ở an hiền thì ngay khâu đã rời được khi những tiếng những lời bắt chay một cày chó đuôi như lộn nó hay chia tay nói đến gặp lại cho đời bên nhau rồi bỏ say uốn chuột cớ nong chuyện anh đỡ buông bao lưng già nó hơi một nhớ năm muốn đưa buông khi nào xa cánh những chim lê em cùng hẹn hứa rồi đẹp lắm.